Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách trị dứt điểm bệnh gút tại nhà đơn giản và hiệu quả rất cao bằng một quả chanh. Bệnh gút là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Bệnh gút gây đau đớn, khó khăn trong vận động cho người bệnh. Ngoài can thiệp điều trị bệnh gút bằng Tây y, thì còn phương pháp nào ít gây tác dụng phụ hơn không? Bài thuốc đông y nào trị gút tốt nhất hiện nay? Đó là các câu hỏi được đa số bệnh nhân gút quan tâm. Hôm nay Mẹo Sống Khỏe VTT7 sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số bài thuốc trị gút từ đông y hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Để thực hiện được phương pháp này, bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là 3 quả chanh tươi. Các nghiên cứu kết luận rằng chanh và nước chanh có thể là một phương thuốc hữu ích để giúp điều trị bệnh gút cùng với thuốc và thay đổi chế độ ăn uống. Nước chanh cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh gút ở những người có nồng độ axit uric cao. Có thể ngay cả những người có nồng độ axit uric bình thường cũng có lợi khi sử dụng nước chanh để cân bằng axit trong máu. Nguyên liệu thứ hai là một chút muối trắng. Và thứ ba là một chút mật ong nguyên chất. Đây là 3 nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách các bạn thực hiện như sau. Với chanh, ở cách làm này, chúng ta sử dụng cả phần vỏ của nó. Vì vậy, bạn hãy mang chanh đi rửa thật sạch đi. Bạn chuẩn bị cho mình một bát nước lọc. Sau đó cho vào bát nước này một chút muối rồi khuấy đều lên. Khi muối đã tan hoàn toàn, thì bạn cho chanh vào ngâm và rửa thật sạch đi. Đây là 3 quả chanh sau khi được rửa sạch. Mình sẽ thái chanh thành các lát mỏng. Các bạn quan sát mình thực hiện đây. Đây là những lát chanh của chúng ta. Giờ mình sẽ cho nó vào một cái xoong. Cho thêm vào xoong này một chút muối trắng. Sau đó cho vào xoong này 1 lít nước lọc. Giờ mình sẽ cho xoong này lên bếp đun sôi khoảng 3 đến 5 phút nhé. Và đây chính là nồi nước chanh của chúng ta sau khi đun xong. Mình sẽ lọc lấy phần nước ra một cái bát. Sau đó cho vào bát này một chút mật ong nguyên chất rồi khuấy đều lên. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị bệnh gút tại nhà này. Với bát nước này, bạn có thể để nguội. Sau đó đổ vào bình và để trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần trong ngày. Bạn có thể uống nước này mỗi ngày khoảng 200ml. Bạn chia ra và uống nhiều lần trong ngày nhé. Cách này vừa giúp giải khát, vừa giúp đẩy lùi bệnh gút. Các bạn nên áp dụng bài thuốc này khoảng 3 đến 4 lần một tuần để đem lại hiệu quả tốt nhất nhé. Lưu ý với các bạn là những bạn nào bị đau dạ dày thì không nên áp dụng phương pháp này nhé. Để bài thuốc phát huy hết tác dụng, bạn nên kết hợp với chế độ ăn ít đạm từ thịt động vật,
tăng cường rau xanh và hoa quả tươi. Bên cạnh đó, một vài biện pháp như chườm đá, ngâm chân nước nóng, uống nước ép quả anh đào sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa những cơn đau. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.